Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thùy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một bài phân tích của các nhà quan sát bên tàu về thực lực quân sự của Việt Nam hiện nay. Các nội dung trong bài sau đây hoàn toàn là quan điểm và góc nhìn của người Trung Quốc. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi xem người Trung Quốc đánh giá như thế nào về thực lực của chúng ta. Những năm gần đây, Việt Nam đã đặt mục tiêu là phải nhanh chóng hiện đại hóa các trang thiết bị vũ khí bằng các đợt mua sắm từ nước ngoài, chủ yếu là từ Nga. Các hợp đồng vũ khí như 36 máy bay Su-30, tàu ngầm Kilo mang tên lửa hành trình, 6 tàu hộ vệ tên lửa gồm 4 ghe bắt và 2 CIMA, 6 tàu tấn công nhanh Monia và các hệ thống vũ khí khác do Israel chế tạo. Vào đầu tháng 2 năm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã công bố một báo cáo về tình trạng nhập khẩu vũ khí của các quốc gia, trong đó Việt Nam đã tạo nên một sự quan tâm lớn. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu một lượng vũ khí chiếm 3 tổng số giao dịch vũ khí toàn cầu, đứng thứ 8 trên cả Hàn Quốc và Singapore. Trọng tâm các đợt mua sắm trang thiết bị vũ khí của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua là hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân. Ngoài các máy bay Su-30 mới trang bị, Việt Nam còn có trên 200 máy bay chiến đấu MiG-21 và Su-22. Một phần trong số đó đã được hiện đại hóa. Lưu Tử Quân, một nhà bình luận quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, cho rằng đã có một sự gia tăng đáng kể số lượng máy bay dòng Su trong quân đội Việt Nam. Không những thế, hiện nay Việt Nam được coi là một trong những khách hàng tiềm năng của máy bay chiến đấu đa năng Su-35. Ông Lưu Tử Quân nói, Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực đầu tư cho lực lượng không quân và hải quân. Họ đã nhập khẩu từ Nga các tàu ngầm lớp Kilo, các hệ thống tên lửa Patriot, tàu hộ vệ Gepard 3.9. Với những trang thiết bị hiện đại, sự hiện diện của quân đội Việt Nam cả dưới đáy biển, mặt biển và trên không ở Biển Đông càng ngày càng được tăng cường. Một nhân vật khác là ông giáo sư Trương Quốc Phong của Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng nói rằng, Việt Nam và Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh đã có một mối quan hệ thân mật, và Việt Nam đã nhập khẩu một số lượng lớn các trang thiết bị vũ khí của Liên Xô, trong đó một số trang bị vũ khí được bán với giá vừa bán vừa cho. Sau chiến tranh lạnh, Nga xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam và thực hiện các giao dịch theo đúng giá thị trường, không giống như trước kia là ưu đãi. Do đó, trong thời điểm những năm 90, Việt Nam không đủ ngân sách để trang bị vũ khí của Nga. Vì vậy, sau những năm 90, quân đội Việt Nam vẫn chỉ được trang bị những trang thiết bị từ những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước. Những năm gần đây, kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh hơn, đời sống được nâng cao, chương trình mua sắm trang bị từ nước ngoài được thực hiện thường xuyên hơn, nhằm nhanh chóng thay thế các trang thiết bị vũ khí chủ lực. Tuy trước đây, Hải quân Việt Nam vẫn được trang bị chủ yếu bởi những trang bị vũ khí từ những năm 60, 70 do Liên Xô sản xuất, cùng với một số trang bị thu được của Mỹ được sản xuất từ những năm 1940 để bù đắp khoảng trống đó, Việt Nam buộc phải thực hiện các chương trình mua sắm trang bị. Lưu Tử Quân cho biết, Việt Nam đã bù đắp khoảng trống dưới mặt nước bằng đơn hàng 6 tàu ngầm lớp Kilo, ngoài ra còn nhập khẩu các tàu hộ vệ Gepard nhằm làm tăng cường khả năng chống hạm, chống ngầm ở trên vùng đặc quyền kinh tế. Ý định rõ ràng là để tăng cường khả năng phòng thủ đối với các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam quá phụ thuộc vào Nga trong một thời gian dài về trang bị vũ khí và là nguồn duy nhất. Theo các số liệu được công bố, Việt Nam chiếm 10 tổng lượng vũ khí xuất khẩu của Nga. Trong giai đoạn 2012 đến 2015, Việt Nam đã trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 của Nga sau Ấn Độ và Venezuela. Do đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam không hài lòng với tình hình như trên. Họ cần phải đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Một mặt Việt Nam vẫn tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ với Nga trong lĩnh vực trang bị vũ khí. Mặt khác, Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác với các đối tác mới trong lĩnh vực quốc phòng. Đã có các tài liệu cho biết phía Israel đã chuyển giao cho Việt Nam 20 hệ thống tên lửa X-Tra, mục tiêu chủ yếu là để bảo vệ bờ biển. Trong khi đó, Mỹ cũng đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong năm 2014. Tương lai khả năng cao là Việt Nam sẽ được trang bị loại máy bay chống ngầm P-3C. Ngoài việc mua sắm các trang bị vũ khí hiện đại, Việt Nam cũng tích cực nhập khẩu công nghệ quốc phòng. Đặc biệt là trong những năm gần đây, Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với các quốc gia phát triển. Mục tiêu là để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống phòng thủ quốc gia trở nên rõ ràng hơn. Trong thực tế, Việt Nam thực hiện việc mua sắm, trang bị và công nghệ song song. Ông Lưu Tử Quân cho rằng, Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga đang phối hợp với Việt Nam để giúp nội địa hóa tên lửa KH-35. Trong khi đó, Tổng công ty Y cũng đã chuyển giao cho Hiệp hội Hàng không Việt Nam hơn 200 linh kiện và công nghệ để sản xuất máy bay không người lái. Tuy nhiên, hai chuyên gia nói trên cũng cho rằng, trên thực tế, trang bị vũ khí Nga không thích hợp lắm ở Việt Nam. Họ nhận định vũ khí Nga phù hợp với việc tác chiến ở khu vực dân cư thưa thớt, hợp với khí hậu lạnh.
có thể không thích hợp với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam. Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga rất nhiều trang bị vũ khí nhưng Nga hạn chế giới thiệu về công nghệ. Rất nhiều vũ khí của Nga không thể được nâng cấp hoặc là nội địa hóa. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo quản, sử dụng và tuổi thọ của trang bị. Để chấm dứt những lo ngại trên, trong những năm gần đây, Việt Nam đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào trang bị vũ khí Nga, thay vào đó là việc mở rộng hợp tác quân sự với các cường quốc khác nhằm để chuyển giao công nghệ quân sự. Ngày 3 tháng 3 năm 2016, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã công bố việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng với Israel nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ song phương, bao gồm cả việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng như chuyển giao công nghệ và hợp tác quân sự. Israel là một trong những đối tác công nghiệp quốc phòng, bạn bè với Việt Nam và là đối tượng đáng chú ý. Theo các thỏa thuận liên quan, Việt Nam không chỉ có thể mua vũ khí từ Israel mà còn được chuyển giao công nghệ kỹ thuật và các hệ thống thiết bị sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa. Trong năm 2014, Israel và Việt Nam đã hình thành một ủy ban liên hợp về hợp tác thương mại và hợp tác quốc phòng. Ngoài ra, hai bên cũng ký một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật bí mật liên quan đến việc bảo mật thông tin cho nhau. Trong tháng 2, hai nước đã bắt đầu dự án đầu tiên của mối quan hệ hợp tác quốc phòng với việc Israel giúp nhà máy Z111 sản xuất các loại súng trường tấn công như Gali. Ngoài Israel còn có Nhật Bản. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, hai tàu chiến thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã lần đầu tiên cập cảng quốc tế tại vịnh Cam Ranh. Điều này cho thấy rằng, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã hội tụ đủ các yếu tố. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani đã nhấn mạnh rằng, Cam Ranh có tầm quan trọng về địa chính trị. Cơ sở này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho tất cả các nước. Ông thẳng thắn bày tỏ rằng tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục cập cảng. Ông Trương Quốc Phong cho biết, Đông Nam Á đang trở thành điểm nóng của thị trường vũ khí quốc tế. Từ những năm 90, khu vực Đông Nam Á nhập khẩu trang bị vũ khí có xu hướng ngày càng tăng. Những quốc gia đáng chú ý nhất là Singapore, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Các quốc gia này đã nhập khẩu chủ yếu là các trang bị vũ khí cho lực lượng hải quân. Việc hiện đại hóa quân sự ở các quốc gia Đông Nam Á tập trung vào việc nâng cao khả năng chiến đấu trên biển. Họ không ngần ngại chi tiêu để hiện đại hóa hải quân, nhằm để tìm kiếm lợi ích hàng hải lớn hơn. Nhưng chương trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam thì có khác hơn so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Các nhà phân tích tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo hướng này, nhằm tăng cường khả năng răn đe đáng tin cậy theo chiều hướng đi lên. Khi Việt Nam hoàn thành việc triển khai các trang thiết bị, vũ khí đã mua sắm, khả năng kiểm soát Biển Đông của Việt Nam sẽ đạt đến một mức độ chưa thể tưởng tượng nổi. Cả Trương Quốc Phong và Lưu Tường Quân đều cho rằng, trong các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu các loại trang bị vũ khí tiên tiến nhất, nhưng đại đa số các trang bị vũ khí hiện đại trên đều được nhập khẩu. Hệ thống phòng thủ quốc gia chưa có sự hỗ trợ lớn từ chương trình hiện đại hóa quân sự. Việc sử dụng các loại vũ khí nhập khẩu cũng có giới hạn, như là hậu cần và các khía cạnh khác. Vì vậy, đối với Trung Quốc, những động thái quân sự của Việt Nam trong thời gian gần đây, việc mua sắm trang bị là đáng chú ý. Tất nhiên là Trung Quốc cần phải thận trọng nhưng không cần phải thổi phồng mối đe dọa quân sự của Việt Nam. Thưa các bạn, câu chuyện Việt Nam đưa một số bệ phóng tên lửa ra Trường Sa đang trở thành một tin rốt dẻo trên truyền thông Trung Quốc kể từ khi thông tin này xuất hiện trên bản tin độc quyền của hãng tin tức Reuters. Như trong bản tin trước chúng tôi đã truyền tải đến quý vị và các bạn nội dung các thông tin của hãng tin Reuters. Trong bản tin hôm nay, để mở rộng luồng thông tin cho quý vị và các bạn, chúng tôi xin cung cấp cho quý vị và các bạn những bình luận của người Trung Quốc về sự kiện này qua bài báo đăng trên mạng Sina với tựa đề Việt Nam quân sự hóa các đảo, khiến Trung Quốc có lý do để bố trí vũ khí mới trên các đảo nhân tạo. Bài báo của Sina nói rằng, theo bản tin độc quyền của Reuters, Việt Nam trong vài tháng nay đã bí mật bố trí các bệ phóng hỏa tiễn lên các đảo ở Trường Sa. Các bệ phóng này là loại mua từ Israel. Chúng có tầm bắn hữu hiệu đạt tới 150 cây số, đầu đạn nặng 150 kg. Chúng đã được bố trí trên các đảo mà Việt Nam đóng giữ ở Trường Sa, đặt các sân bay và các cơ sở khác của Trung Quốc trên đá Subi, đá chữ thập và đá vành khăn vào tầm bắn. Mạng Sina cũng kể lại thái độ đối xử của Mỹ với Việt Nam và Trung Quốc rằng, tin tức Việt Nam quân sự hóa các đảo lan truyền nhanh chóng trên thế giới. Nhưng người phát ngôn ngoại giao Hoa Kỳ chỉ dùng phương thức chung chung rằng kêu gọi các bên ở Biển Đông kiềm chế để tránh kích thích xung đột. Điều này với thái độ phóng đại hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc tương phản cực đại. Quốc vụ viện Hoa Kỳ chứng thực là Trung Quốc đã xây dựng 3 công trình có khả năng là nhà chứa máy bay trên 3 đảo nhân tạo. Hoa Kỳ tuyên bố những công trình này có thể được dùng cho hoạt động cả quân sự và dân sự, làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Tiếp đó, mạng Sina nói rằng, như chúng ta đều biết, Việt Nam đóng giữ 29 đảo và rạn san hô ở Trường Sa. Ở đó họ đã sớm triển khai có quy mô việc xây dựng quân sự và dân dụng, pháo cỡ lớn, vũ khí phòng không của Việt Nam đều được bố trí ở Trường Sa. Ở đoạn sau, trang mạng này đã đặt ra một số đề xuất về đối sách của Trung Quốc. Họ nói, động thái của Việt Nam rõ ràng, uy hiếp an toàn các đảo Trung Quốc. Nhưng giai đoạn này chúng ta phải làm rõ ở Biển Đông Trung Quốc đã chịu áp lực quân sự tối đa từ Mỹ, Bắc Kinh nên cảnh giác với các động thái của Hà Nội ở Trường Sa.
nhưng chúng ta không nên đặt mình vào cuộc xung đột đối ngạn Trung Việt tại Trường Sa hoặc khai mở ra phương hướng xung đột, mà ta nên tập trung sự chú ý vào thách thức chủ yếu. Biển Đông là một ván cờ phức tạp, mỗi bên không nên xem xét trong một thế cô lập, cạnh tranh quân sự cũng chỉ là một mặt của vấn đề Biển Đông. Hơn nữa, chiến trường chính của trò chơi Biển Đông chưa chắc đã giới hạn ở khu vực Biển Đông và chu vi quanh nó. Trung Quốc là một bên, nhất định cần cân nhắc toàn cục. Đối với Mỹ và Việt Nam, trang mạng của Trung Quốc nói, chẳng hạn, Mỹ, Việt Nam đều có khả năng uy hiếp an toàn các đảo Trung Quốc ở mức độ khác nhau, nhưng mối đe dọa của Mỹ có thể chuyển hóa thành sức ép của các lực lượng khác và thủ đoạn khác lên Trung Quốc. Chẳng hạn, thái độ chống Trung Quốc của các nước ủng hộ Mỹ và đồng minh với Mỹ mang đến cho Trung Quốc các vấn đề khó khăn thực tế. Còn mối uy hiếp Việt Nam không có những động lực chiến lược như mối uy hiếp của Mỹ. Nó chỉ là sự kiện giữa Việt Nam và Trung Quốc, cơ bản nằm trong tầm kiểm soát quan hệ hai nước. Trang mạng Sina cũng đe dọa rằng, ngoài ra Việt Nam quân sự hóa các đảo sẽ khiến Trung Quốc càng có lý do bố trí các thiết bị quân sự mới lên các đảo mới xây dựng. Biển Đông là một hệ thống tương tác giữa các bên. Rất nhiều sự việc mà xu hướng đối với Trung Quốc chưa chắc đã là có quan hệ lợi ích tuyệt đối. Được mất cuối cùng của Trung Quốc có khi phụ thuộc vào chất lượng trong hành vi phản ứng của phía bên kia. Khách quan mà nói, bánh răng nhỏ của vấn đề Biển Đông luôn cắn vào bánh răng lớn của nước lớn, lợi hại luôn luôn có thể chuyển hóa cho nhau. Các bạn thân mến, trên đây là lược dịch nội dung bài báo của mạng Sina bình luận về tin tức của Reuters rằng Việt Nam đưa các bệ phóng tên lửa X-tra ra quần đảo Trường Sa. Đây là một trong nhiều quan điểm bình luận của các báo mạng Trung Quốc về vấn đề này. Những lập luận của mạng Sina trong bài viết có những giá trị tham khảo nhất định, và đáng chú ý là nó đưa ra lời cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ có thêm cớ để triển khai thêm vũ khí ra các đảo nhân tạo nhân sự kiện này. Chỗ này là chỗ người Trung Quốc đang cố ý đánh cháo khái niệm, bởi vì ngay cả khi Việt Nam chẳng làm gì thì Trung Quốc cũng đã từng bước triển khai các vũ khí ra các đảo nhân tạo. Ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, bên cạnh các sân bay trên đảo nhân tạo, Trung Quốc đã cho xây dựng các nhà chứa máy bay. Trước đó, họ đã đặt trạm radar trên đá Châu Viên, đầu tháng này thì tuyên bố đưa máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu ra tuần tra chiến đấu ở Trường Sa. Chính Trung Quốc đang là người ngoan cố, gây căng thẳng ngày càng trầm trọng ở Biển Đông bằng các hành động phô trương cơ bắp của mình. Tuy nhiên, lời đe dọa này cũng là một việc cần lưu tâm vì Trung Quốc đang rất muốn thúc đẩy việc xây dựng và triển khai các vũ khí, phương tiện ra ngoài các đảo nhân tạo, hòng tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho các mưu ma trước quỷ tiếp theo của họ. Thưa các bạn, vì đây là một sự kiện hot đối với người Trung Quốc, cho nên hiện nay các báo mạng Trung Quốc liên tục bình luận, đưa tin. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bão số 1 năm nay, cấp bão nhiệt đới đổ bộ vào bờ biển phía nam, khu mới Phố Đông, Thượng Hải vào khoảng 4 giờ ngày hôm kia. Khi đổ bộ, sức gió vùng gần tâm mạnh nhất cấp 9, khoảng 23 m/s, bị ảnh hưởng bởi mưa bão từ mấy ngày qua Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Sơn Đông, Liêu Ninh, Cát Lâm và những nơi khác có mưa lớn hoặc mưa to và mưa cực lớn xảy ra ở các khu vực phía đông Hà Nam, bắc Giang Tô và An Huy và Sơn Đông. Trong số đó, Hà Nam, Thương Khâu và thành phố Châu Khẩu, An Huy, Tô Châu và thành phố Hoài Bắc, thành phố Giang Tô, Từ Châu, Liêu Ninh, Đại Liên, Sơn Đông, Tây Ninh, Thái An, Lâm Nghi, Tri Bắc, Duy Phường, Đông Dinh và những nơi khác có lượng mưa tích lũy từ 200-450mm và huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam có lượng mưa lớn nhất lên đến 543mm, huyện Bùi, Từ Châu, Giang Tô 528mm và ở thành phố Thái An, Sơn Đông 510mm. Theo thống kê, thiên tai đã ảnh hưởng đến 18,004 triệu người ở 228 quận huyện trong 46 thành phố thuộc 8 tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Sơn Đông và Hà Nam. 52 người chết, 1.454.000 người bị ảnh hưởng, 61.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 15.000 ngôi nhà bị sập và 122.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 2.014.900 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 249.300 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 36,91 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, An Huy và Sơn Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thưa quý vị, trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng này là một trong những trận lụt lớn trong lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 20 triệu người, khiến 888 người chết, 1,39 triệu ngôi nhà bị sập, 80 con đường chính bị phá hủy và 1,12 hectare đất canh tác bị phá hủy.
ngoài mưa xối xả do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, thì nguyên nhân gây ra trận lũ lụt này cũng được cho là có liên quan đến sự tàn phá, thảm thực vật ở Tứ Xuyên và các công trình thủy lợi địa phương chưa hoàn thiện. Vào giữa tháng 5, khu vực trung tâm, phía Tây và phía Bắc của lưu vực Tứ Xuyên đã trải qua mưa xối xả, lượng mưa và thời gian là cao nhất ở Tứ Xuyên kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mực nước của nhiều con sông vượt kỷ lục lịch sử. Trên thực tế, những trận mưa vừa đến mưa to liên tục đã bắt đầu kể từ cuối tháng trước, với tâm mưa lớn chủ yếu là ở Quảng Nguyên là 482mm trên sông Gia Lăng và Trinh Dông là 398mm trên sông Đà Giang. Theo thống kê, 178 quận huyện của tỉnh Tứ Xuyên lần lượt có mưa vừa, mưa to và mưa cực to, bao gồm sông Mân Giang, sông Đà Giang, sông Phúc Giang, sông Gia Lăng, sông Khúc Giang, sông Đa Đu, sông Thanh Nghĩa, sông Kim Sa, sông Xuyên Giang. 9 hệ thống nước chính, đặc biệt là các sông Đà Giang, Phúc Giang, Gia Lăng và Mân Giang có lượng mưa lớn nhất, có 4 tâm mưa lớn với tổng lượng mưa trong 3 ngày trên 105mm. Diện tích có lượng mưa trên 100mm trong 3 ngày lên tới 15.048km². Mưa lũ xối xả có liên quan đến gió mùa Tây Nam mạnh bất thường, hơi nước chủ yếu từ vịnh Bengal. Luồng không khí sâu của xoáy thuận Tây Nam hội tụ bốc lên, kích thích đối lưu phát triển. Lượng mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày. Ngoài ra, về nguyên nhân gây ra lũ lụt, một số người cho rằng đó là do việc phá rừng ở Tứ Xuyên và một số người cho rằng nó có liên quan đến lượng mưa tập trung quá mức và các cơ sở kỹ thuật bảo tồn nước chưa hoàn thiện. Trong đợt lũ này, 119 quận, huyện, 3.549 xã, 15.305 đội sản xuất của tỉnh Tứ Xuyên bị ảnh hưởng. Tổng số người bị ảnh hưởng là 20 triệu người, trong đó 888 người chết, 13.010 người bị thương. 2,230 triệu ngôi nhà bị ngập, 1,39 triệu ngôi nhà bị sập, trong đó có 420.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1,13 triệu người mất nhà cửa, 80 tuyến đường chính bị hỏng. Ngoài ra, 138.812 con gia súc bị chết và 13,11 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 3,42 triệu hecta không được thu hoạch và 1,12 triệu mẫu đất canh tác bị cuốn trôi. Các cơ sở bảo tồn nước ở khu thủy lợi Đô Giang Yển đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Một trận lụt lớn khác cũng đã xảy ra ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó 2 ngày, nhiều đường phố và ngõ hẻm bị ngập lụt, trong đó cầu An Thuận bị lũ cuốn trôi, hàng chục người ngã xuống và một số người thiệt mạng. Lũ lụt điển hình ở Thành Đô khi đó là một sự kiện lớn. Ngoài ra, toàn bộ huyện Kim Đường bị ngập lụt, hơn 16.000 người bị lũ bao vây. Vì cục thủy lợi Kim Đường có 3 tầng và nước ngập đến tầng 2, nên người dân địa phương nói đùa rằng ngồi trên tầng 3 bạn có thể rửa chân. Vừa qua, Trùng Khánh có mưa lớn liên tiếp trong một tuần nên đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Cư Tan lên tới 85.700 m3 mỗi giây, mực nước cao nhất là 191,41m. Vào lúc 5 giờ 13 phút sáng ngày thứ tư tuần trước, theo giờ Bắc Kinh là 21 giờ 13 phút tối, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được gọi là trận động đất Đạo Phủ. Khoảng 150 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương, nó gây ra thiệt hại lớn gần tâm chấn. Tâm chấn nằm ở huyện Đạo Phủ, tỉnh Tứ Xuyên, cường độ kỷ lục chính thức là 6,8, trong khi cường độ sóng bề mặt là 6,6. Một giải pháp cơ chế tiêu điểm được kiểm soát tốt chỉ ra rằng trận động đất có thể được gây ra bởi một lỗi dịch chuyển trái ở Đạo Phủ. Đứt gãy Đạo Phủ, một phần của đới đứt gãy Xian Huhe, đã gián tiếp hứng chịu 14 trận động đất có cường độ trên 6,0 độ Richter từ năm 1973 đến năm 2023. Mỗi trận động đất lại kích hoạt tiếp theo do trạng thái ứng suất đã thay đổi. Trận động đất năm nay được cho là đã phá vỡ 44km bề mặt. Trận động đất đã giết chết khoảng 150 người và làm bị thương hơn 300 người. Động đất cũng gây thiệt hại lớn nhưng chỉ ở khu vực xung quanh. Thưa quý vị, lũ lụt thảm khốc An Khang là một trận lũ lụt thảm khốc xảy ra tại thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây vào cuối tuần trước. Đây là một trong những trận lụt lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo số liệu chính thức, trận lụt đã khiến gần như toàn bộ thành phố An Khang bị phá hủy, khiến 870 người chết, 89.600 người bị ảnh hưởng, 3,2km² bị ngập và thiệt hại kinh tế hơn 400 triệu nhân dân tệ. Ngoài các yếu tố tự nhiên như mưa lớn liên tục và mưa lớn ở lưu vực sông Hán, lũ lụt do hồ chứa Đan Giang Khẩu được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt đã khiến lòng sông ở hạ lưu sông An Khang liên tục bồi lắng và nâng cao, cuối cùng dẫn đến dòng chảy sông kém và thậm chí chảy ngược về hạ lưu.
Ngoài ra, việc xả lũ của hồ chứa An Khang phía trên không được thông báo kịp thời và việc sơ tán bị nhân viên trì hoãn khiến thương vong càng trầm trọng hơn. Trong 4 ngày, lưu vực sông Hán Giang liên tiếp trải qua những trận mưa lớn từ trên xuống dưới dẫn đến trận lụt thảm khốc tại trạm thủy văn An Khang của sông Hán Giang. Tương đương với trận lụt 200 năm mới có một lần, lưu lượng đỉnh tại trạm Hán Giang An Khang là 31.000 m3 mỗi giây vào lúc 19 giờ 35 phút và mực nước đỉnh lúc 1 giờ 30 phút đêm là 259,3 m. Ngoài ra, Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng, tin rằng lũ lụt có liên quan đến hồ chứa Đan Giang Khẩu. Trước lũ, lượng mưa ở thượng nguồn sông Hàn không quá 166mm, ngày hôm đó chỉ còn 27mm. Với lượng nước như vậy, sẽ không có gì là viển vông để tạo ra vụ vỡ đập chưa từng có này. Mưa nhiều nhất chỉ là một trong những nguyên nhân của thảm họa này. Ngoài mưa, nguyên nhân quan trọng hơn là dòng chảy của sông kém. Hồ chứa Đan Giang Khẩu được xây dựng vào năm 1958 và nằm ở hạ lưu sông An Khang. Đã liên tục nâng cao lòng sông ở hạ lưu An Khang trong mấy chục năm qua. Điều đó có nghĩa là khi đỉnh lũ đến, nguyên nhân chính khiến mực nước ở An Khang dâng cao trong vài giờ là do dòng chảy của sông kém và dòng chảy ngược của hạ lưu. Theo hồ sơ của Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây, hồ chứa Thạch Tuyền cách An Khang 100km về phía thượng lưu có dung tích chứa 490 triệu mét khối. Hồ chứa đã mở để xả nước vào ngày hôm đó. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Thạch Tuyền sông Hán đã đạt 14.000 mét khối trên giây. Hồ chứa lập tức mở 5 cửa xả để xả lũ. Tuy nhiên, mãi đến hơn 3 giờ sau khi hồ chứa Thạch Tuyền được mở để xả lũ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây là Triệu Nhất Đức mới gọi điện cho An Khang nhiều lần để hỏi về tình hình và yêu cầu tổ chức một lực lượng lao động khỏe mạnh đi đắp đập chặn ngập lụt thành phố, đẩy nhanh sơ tán, không cho phép người chết, nếu có người chết phải chịu trách nhiệm. Vào ngày thứ Bảy, từ 10 giờ 30 phút sáng đến 2 giờ chiều, quận An Khang liên tiếp tổ chức các cuộc họp khẩn cấp về phòng chống lũ lụt nhưng không đưa ra quyết định sơ tán toàn bộ người dân trong thành phố cổ. Vào lúc 3 giờ 40 phút chiều, Lưu Quốc Trung, Bí thư tỉnh ủy An Khang đã đưa ra một loạt thông báo qua 22 tweet rải rác khắp thành phố, yêu cầu người dân dọc theo con sông và khu vực thấp của các con phố cũng như các con đê phía đông và phía tây nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Lúc 6 giờ chiều, nước lũ tràn vào thành phố cổ từ phía Tây, Bắc và Đông, nhưng cho đến khi nước lũ tràn vào thành phố có ít nhất 10.000 đến 20.000 cư dân vẫn ở lại thành phố cổ. Các đơn vị thuộc Tập đoàn Quân 47 của Quân khu Lan Châu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham gia cứu trợ thiên tai, cũng như Quân khu tỉnh Thiểm Tây, Quân khu Vũ Hán và các binh sĩ đã từng tham gia cứu hộ động đất Đường Sơn. Các quan chức thông báo rằng 19 cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình cứu trợ lũ lụt. Sau thảm họa, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường đã đến thăm An Khang. Trong một khoảng thời gian sau trận lũ lụt, việc kiểm soát quân sự đã được thực hiện tại khu vực của địa phương và các cơ quan kiểm soát quân sự đã ra lệnh rằng tất cả đều được phép bắn tại chỗ đối với những kẻ lợi dụng lũ lụt thực hiện hành vi cướp bóc. Có nhiều số liệu thống kê khác nhau về thương vong cuối cùng và tổn thất tài sản của trận lũ lụt thảm khốc An Khang. Theo một số liệu của Ủy ban Khoa học và Công nghệ của quận An Khang, 800 người đã chết trong khu vực đô thị của quận An Khang và 220 người mất tích. Ngoài ra không có dân cư tạm thời trôi nổi. Theo nguồn tin từ địa phương, 870 người đã thiệt mạng trong khu vực thành thị, bao gồm 805 người có hộ khẩu thường trú trong quận và 65 người từ nơi khác đến. Trận lũ lụt đã khiến 18.000 hộ gia đình và hơn 89.600 người ở thành phố An Khang đã bị ảnh hưởng, trong đó 870 người thiệt mạng. 3,2 km vuông của thành phố cổ và một số vùng ngoại ô bị ngập lụt, hơn 30.000 ngôi nhà bị nước phá hủy, 70 đơn vị bị mất điều kiện làm việc, hơn 17.000 học sinh không được đến trường và thiệt hại kinh tế khoảng 410 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra có rất nhiều thông tin được đưa ra trong những ngày sau đó, chẳng hạn như bao gồm cả người nước ngoài, tổng số người chết là hơn 1.400, An Khang đã chết 1.036 và tổng số người chết hơn 1.600. Cơn bão số 2, cấp bão mạnh năm nay đã đổ bộ vào bờ biển bán đảo Hoàng Kỳ, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến vào khoảng 9 giờ 10 phút hôm thứ Năm tuần trước, di chuyển vào Giang Tây vào lúc 20 giờ cùng ngày và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Do bị ảnh hưởng bởi cơn bão, đã có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở đông bắc Phúc Kiến và đông nam Chiết Giang.
Lượng mưa tích lũy ở trung tâm Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang và trung tâm Giang Tây là 100-150mm, Phúc Châu, Tam Minh, Phúc Kiến và Ôn Châu, Chiết Giang cục bộ 200-250mm, trong đó khu vực huyện Kiến Ninh, Tam Minh là 300-385mm. Theo thống kê, mưa bão đã ảnh hưởng đến 1,423 triệu người tại 107 quận huyện thuộc 20 thành phố thuộc các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam. 21 người chết, 542.000 người phải di chuyển và tạm tránh trú khẩn cấp, gần 1.000 người cần hỗ trợ cuộc sống, hơn 500 người hỗ trợ y tế. 32 ngôi nhà bị sập và 36.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 82,3 nghìn hecta, trong đó 5.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,16 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Chiết Giang và Phúc Kiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, lũ lụt trên núi xảy ra ở huyện Lucy từ hôm đầu tuần. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua đã có 78 người chết, 18 người mất tích. Huyện Lucy nằm ở vùng núi, lượng mưa trong nửa đầu tháng này đã lên tới 361mm, vượt xa mức trung bình 138,7mm của những năm trước. Năm nay, việc nạo vét cát ở sông Lô Hê trở nên phổ biến, gây tổn hại đến môi trường sinh thái và gián tiếp gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, năm 2007, Vương Trấn Vĩ, bí thư huyện ủy Lucy vào thời điểm đó đã xây dựng đập Lô Hê ở huyện Lucy trong nhiệm kỳ của mình. Đập này đóng vai trò giảm thiểu lũ lụt ở một mức độ nhất định. Niu Giang Tao, người đứng đầu thị trấn Mongukku, huyện Lucy, mới 42 tuổi, không may qua đời trong khi đi thi hành công vụ. Nhưng trận lũ thảm khốc vừa qua đã khiến cho 78 người chết và 18 người mất tích. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 177.000 người và hơn 10.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,41 tỷ nhân dân tệ, gấp 11 lần tổng thu ngân sách địa phương của huyện Lucy. 70% đến 80% cơ sở hạ tầng ở huyện Lucy đã bị hư hại do lũ lụt. Châu Kiệt, phó bí thư huyện ủy Lucy nói rằng có thể mất từ 3 đến 5 năm để huyện Lucy phục hồi hoàn toàn. Thị trấn Trúc Dương Quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở huyện Lucy. Sau trận lụt, nhiều người ở thị trấn Trúc Dương Quan đã đề cập đến con đập của nhà máy thủy điện nhỏ ở Hạ Lưu Làng. Một số nông dân cho rằng Trúc Dương Quan bị ngập lụt vì đập thủy điện Linh Đông được xây dựng cách thị trấn 3-4 km về phía Hạ Lưu. Nếu không thì nơi này sẽ không bao giờ xảy ra lũ lụt lớn như vậy và giết chết nhiều người như vậy. Huyện Lucy đã thành lập một đội điều tra để điều tra nhà máy thủy điện, nhưng Giám đốc Cục Bảo tồn nước của huyện Lucy nói rằng việc xây dựng nhà máy thủy điện Linh Đông có các thủ tục pháp lý. Sự việc cuối cùng đã được giải quyết. Một quan chức của Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Hà Nam cho biết huyện Lucy hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng như vậy và chịu thiệt hại nặng nề như vậy. Điều này có liên quan đến thói quen sinh hoạt hàng nghìn năm của cư dân địa phương. Một số chuyên gia cũng chỉ ra rằng huyện Lucy đã bỏ qua việc ngăn chặn thiên tai lũ lụt trong quá trình xây dựng và thực hiện các hoạt động mất trật tự như khai hoang trên các sườn dốc, tàn dư khai thác mỏ và xây dựng làng để chiếm các dòng sông, làm hư hại thảm thực vật tự nhiên, làm trầm trọng thêm xói mòn đất và tiếp tục suy thoái môi trường. Thưa quý vị, một trận lũ lụt thảm khốc khác cũng đã xảy ra ở lưu vực sông Bắc Giang ở miền Nam Trung Quốc trong tháng 5 năm nay. Lũ lụt chủ yếu ảnh hưởng đến các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Đông, Triệu Khánh, Thanh Viễn, thành phố Thiểu Quan. Trận lụt này là một trong những trận lụt lớn nhất lịch sử của Trung Quốc đại lục, giết chết 493 người và ảnh hưởng đến 2,29 triệu người. Năm quận và hàng nghìn ngôi làng bị ngập lụt, 60.000 ngôi nhà bị sập và tổng thiệt hại vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, trận lũ lụt thảm khốc này ở huyện Thanh Viễn đã khiến tổng cộng 206 người chết và 16 người mất tích. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 479.500 người, chiếm 54,3% tổng dân số địa phương, thiệt hại kinh tế gần 300 triệu nhân dân tệ. Bước vào tháng 5, toàn bộ lưu vực sông Bắc Giang có mưa lớn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7, nhưng chủ yếu tập trung vào ngày thứ 3 đến thứ 5, lượng mưa đã chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa lớn trong cả đợt. Các trung tâm mưa chủ yếu tập trung ở Giang Đồn Quảng Ninh, Trung và Hạ Lưu Bình Giang, Đại Đông và Trinh Đê, Đại Loan, Hành Thạch Đường và Thanh Viễn, Trúc Khang. Lượng mưa tối đa ở trung tâm là 841mm, chiếm 1/3 tổng lượng mưa hàng năm ở khu vực này. Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 675mm, lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ là 122mm, trong đó nhiều nhất là Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Tổng lượng mưa trong 10 ngày lên tới 886mm, lượng mưa lớn nhất tại địa phương xảy ra vào ngày thứ 5. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ là 640,6mm, đây là trận mưa lớn hiếm gặp.
mưa xối xả gây lũ lụt ở sông Bắc Giang và lở đất thường xuyên xảy ra ở khu vực mưa. Theo thống kê sơ bộ, lượng mảnh vụn tích tụ dưới vành đai sạt lở đất ở khu vực mưa bão lên tới hơn 120 triệu mét khối. Mực nước đỉnh lũ đợt này cao, lưu lượng lớn, đường lưu lượng lên xuống dốc. Nước dâng cao, tốc độ dâng lớn, thời gian nước dâng cao ngắn. Trận lũ đã làm ngập 132.000 ha đất canh tác, làm sập hơn 60.000 ngôi nhà, có người nói là 160.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến 2,29 triệu người và hơn 570.000 người bị lũ bao vây, trong đó có 493 người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là vào khoảng 440 triệu nhân dân tệ. 5 quận và hàng nghìn ngôi làng bị ngập lụt, hơn 750 hồ chứa ở Sơn Đường bị cuốn trôi, 201 con đê, 138 nhà máy điện nhỏ, 647 cây cầu, 42 km tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu bị cuốn trôi, tổng thiệt hại vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Riêng quận Đại Đồng đã chiếm gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê, khoảng 110.000 ha đất canh tác bị bao phủ bởi bùn cát vàng, độ dày từ 0,3 đến 2 m, có nơi tới 3 m. Trong trận lũ lụt ở Thanh Viễn, Tư lệnh quân Quảng Châu đã chỉ huy quân đội tham gia chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hơn 1.000 người đã được điều động, bao gồm 2 thuyền máy, 20 thuyền đơn, 8 bảy thuyền, 7 xe tăng lội nước và 28 máy bay xuất kích. 33 đội y tế từ tỉnh Quảng Đông đã đến khu vực xảy ra lũ lụt và lở núi để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời dọn dẹp và chôn cất xác người và động vật. Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2 vừa qua, Hoàng Khôn Minh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông và Vương Vĩnh Trung, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông đã đến thăm Thanh Viễn. Kính thưa quý vị, trận động đất Di Lang là một trận động đất mạnh xảy ra vào hôm thứ Bảy vừa qua tại huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cường độ của trận động đất là mạnh 5,7 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km. Trận động đất đã làm thiệt mạng ít nhất 81 người và làm bị thương 821 người. Ngoài gây ra thương vong, trận động đất còn gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 3,5 tỷ nhân dân tệ, làm sập 6.650 ngôi nhà và làm hư hỏng nặng 122.000 ngôi nhà. Theo China Seismic Network, tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tại tọa độ 103,97 độ Vĩ Bắc, 27,51 độ Kinh Đông, với cường độ mạnh 5,7 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 14 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng xác định tâm chấn của trận động đất ở tọa độ 27,575 độ Vĩ Bắc và 103,983 độ Kinh Đông, tâm chấn sâu khoảng 10 km, cường độ tối đa cấp 6, độ lớn được đo bởi mạng Geofon của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất của Đức cũng tương đối thấp ở mức cấp 5-6. Trong vòng 24 giờ sau chấn động chính, tại địa phương đã xảy ra 3 trận động đất có cường độ lớn hơn 4 độ Richter, trong đó có 2 trận động đất mạnh trên 5,0 độ Richter. Các thông số nguồn trong bảng dưới đây đều từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Theo Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam, trận động đất đã khiến 81 người thiệt mạng và 821 người bị thương, khoảng 201.000 người đã phải di rời khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, sạt lở đất đã xảy ra ở khu vực gần tâm chấn. Lở đất đã chặn các con đường dẫn đến thị trấn Lohe bị ảnh hưởng nặng nề nhất và các phương tiện thông tin liên lạc bị hư hại. Lý Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC của Thủ tướng và Hội đồng Nhà nước đã bay đến huyện Y Lương để nói chuyện với các nạn nhân của trận động đất. Ông cũng đến thăm các bệnh viện và đã cho dựng lều cho các nạn nhân. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã phân phát quần áo, mền, lều, gạo và dầu ăn cho các khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Tứ Xuyên đã cử nhân viên y tế và xe cứu thương đến hỗ trợ. Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã phân bổ 1,05 tỷ nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai và tái thiết sau thiên tai. Thưa quý vị, Trung tâm tin tức về trận động đất cho biết một trận động đất khác đã xảy ra ở Dương Bích với cường độ 6,4 độ Richter và ở tỉnh Đại Lý, tỉnh Vân Nam đã tổ chức một cuộc họp báo thứ hai vào tối ngày hôm kia. Tính đến 15 giờ chiều ngày hôm kia, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở Dương Bích đã khiến 35 người thương vong trên toàn tỉnh, trong đó có 13 người chết, 7 người bị thương nặng và 25 người bị thương nhẹ. Trong số 13 người tử vong, 8 người tử vong do đá lăn rơi trúng xe đang di chuyển, 2 người bị gãy xương sườn, tổn thương đa cơ quan và tử vong sau khi cấp cứu bất thành. 3 người còn lại chết do đột tử do suy giảm sóc. Theo Thạch Thượng Côn, Bí thư Ban Công tác Đảng, kiêm Bí thư nhóm lãnh đạo Đảng của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Đại Lý, trong số những người bị thương, 20 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện, ngoại trừ 12 người bị thương nhẹ và đã được chăm sóc và đã xuất viện để hồi phục sức khỏe.
Theo các chuyên gia của tỉnh, 5 trong số 7 bệnh nhân nguy kịch bị gãy xương, 2 người bị chấn thương vùng đầu và ngực. Ủy ban Y tế nhà nước và các bệnh viện liên quan đã ngay lập tức tổ chức hội chuẩn chuyên môn và tổ chức điều trị vết thương. Hiện những người bị thương đang trong tình trạng ổn định. Hiện tại, tỉnh Đại Lý đã điều tổng cộng 148 nhân viên y tế và 18 xe cứu thương để thực hiện các hoạt động cứu hộ, giảm bớt áp lực điều trị ở tuyến đầu một cách hiệu quả. Thành lập 8 tổ y tế đi sâu vào 8 điểm tạm cư để khám chữa bệnh lưu động. Theo Đại Kiệt Văn, Phó Thẩm phán quận Dương Bi, 76 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm các trường mẫu giáo trực thuộc, trường mẫu giáo tư thục và phòng giáo dục và thể thao của quận. Không có thương vong về giáo viên và học sinh cũng như không có trường học nào bị sập. Các địa điểm thể thao bị hư hại ở mức độ khác nhau. Khu trường học bị hư hại có diện tích 119.668m2, tường chắn và tường bao bị hư hỏng là 2.001m, sân thể thao bị hư hỏng là 1.920m2. Đại Khiết Văn cho biết, với tiền đề đảm bảo an toàn, bước tiếp theo sẽ là làm tốt công tác ôn tập và chuẩn bị cho học sinh lớp 3 của trường trung học cơ sở thông qua việc phân chia thời gian ngoài trời, phân chia môn học và nhóm dạy thêm, phấn đấu vừa chống động đất vừa giảm nhẹ thiên tai, giáo dục dạy học không sai sót, làm tốt công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên và học sinh, hạn chế tối đa ảnh hưởng của động đất đối với học sinh. Theo Lý Anh Tinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đại Lý, tính đến 15 giờ 10 ngày hôm kia, các đường cao tốc chính bị tắc nghẽn dẫn đến khu vực thảm họa đã được giải tỏa hoàn toàn và giao thông bình thường trở lại. Các chuyến bay tại sân bay Đại Lý và tàu cao tốc nhà ga Đại Lý vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại, cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực thiên tai và các quận, thành phố lân cận đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau và tình hình thiên tai cụ thể đang được điều tra và xác minh. Lý Anh Tinh cho biết, bước tiếp theo sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, dọn dẹp các chướng ngại vật nguy hiểm, đồng thời nỗ lực hết sức để đảm bảo các phương tiện cứu hộ khẩn cấp đi lại an toàn và đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho sản xuất và đời sống bình thường của quần chúng. Trận lũ lụt ở các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh và khu vực khác của Trung Quốc phải gánh chịu từ hơn một tuần nay. Trong đó, Hồ Nam và Quảng Đông phải hứng chịu những thiệt hại rất nghiêm trọng. Kể từ hôm thứ Tư tuần trước, cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng số 2 đã đổ bộ vào Phúc Kiến. Do cơn bão số 2 không có tầm bão rõ ràng và cấu trúc của nó chưa hoàn chỉnh, bão có phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian bão kéo dài. Sau khi đổ bộ, mưa lớn liên tục đổ xuống trên một khu vực rộng lớn của miền Nam Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh như Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến hứng chịu thiệt hại lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Trong số đó, phía Bắc Quảng Đông và Sâm Châu ở Hồ Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số đoạn ở thành phố Lạc Dương của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu đã bị hư hại do lũ lụt và buộc phải tạm dừng hoạt động. Một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt ở Quảng Châu và một số chuyến tàu đã được chuyển hướng sang tuyến đường sắt Bắc Kinh-Cửu Long. Phía Bắc tỉnh Quảng Đông là một trong những khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề nhất. Mực nước sông Ngô Giang dâng cao, hơn 100 ngôi làng bị ngập lụt, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, một số vùng trũng thấp bị ngập úng. Nhiều nhà dân bị lũ cuốn trôi, hơn 50% khu vực đô thị của Thiều Quan bị ngập lụt. Điện và nước của thành phố bị cắt, xe cứu hỏa phải cung cấp nước và người dân xếp hàng lấy nước. Hơn 100.000 người dân bị mắc kẹt trong nhà của họ và một số người dân bị mắc kẹt 48 giờ. Khu đô thị thành phố Lạc Dương cũng bị ngập lụt, chỗ sâu nhất hơn 6 mét, đường phố chìm trong biển nước. Ngoài ra, hai bên bờ sông Ngô Giang và các huyện Ngô Giang, Trấn Giang, Khúc Giang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà chức trách đã hạn chế đưa tin. Các đài truyền hình Hồng Kông đã bị cắt khi đưa tin về lũ lụt ở phía Bắc Quảng Đông. Cư dân địa phương có tin đồn rằng một số ngôi làng bị phá hủy đã bị cấm các phương tiện truyền thông quay phim. Sâm Châu và Hành Dương ở Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, những cơn mưa xối xả liên tục đổ xuống phía nam tỉnh Hồ Nam gây ra lũ quét. Mực nước sông dâng cao, sông Tương Giang hứng chịu trận lũ lớn kể từ năm 1994, giao thông và liên lạc bị gián đoạn, hơn 100.000 người bị lũ lụt bao vây và nhiều người bị thiệt mạng. Sau lũ lụt, các sĩ quan và binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang đóng quân trong khu vực đã ra tiền tuyến để giải cứu người dân và một số người dân cũng tự lái thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt. Thủ tướng Lý Khắc Cường và Quốc vụ viện đã đến Hồ Nam, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để điều tra công tác cứu trợ lũ lụt, thăm hỏi những người dân và thu xếp công việc tái thiết sau thiên tai. Sau khi lũ rút, Bộ phận Y tế và Phòng dịch đã tiến hành công tác khử trùng tại khu vực ngập lụt để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.
nhiều cơ quan xí nghiệp, tổ chức đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên quyên góp tiền, vật chất cho vùng bị lũ lụt. Hoạt động quyên góp này là nhiệm vụ chính trị của lãnh đạo. Vì mục đích thực hiện chính trị nên các hoạt động này thường có biện pháp bán bắt buộc. Trận lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh như tại Quảng Đông có 7,41 triệu người bị ảnh hưởng, 106 người chết và 77 người mất tích. Theo báo cáo từ người dân địa phương ở Lạc Dương, số người chết thực tế chỉ riêng ở Lạc Dương đã vượt quá 3.000. Sau khi lũ rút, nhiều ngôi làng đã bị san bằng, khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể của các nạn nhân. Tại Hồ Nam, theo số liệu công bố hôm vừa qua, tại 6 thành phố và 33 huyện trong tỉnh có 7,29 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 800.000 người phải sơ tán trong lũ, có thời điểm hơn 120.000 người trên toàn tỉnh bị lũ bao vây, 346 người chết và 89 người mất tích. Trong đó, thành phố Tử Hưng, Sâm Châu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, 197 người chết và 69 người mất tích. Kính thưa quý vị và các bạn, hai trận động đất mạnh 7,3 và 7,4 độ Richter xảy ra tại huyện Long Lăng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 20 giờ 23 phút và 22 giờ theo giờ địa phương vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Trận động đất là trận động đất bầy đàn với tần suất cao, cường độ lớn, thời gian kéo dài, thường xuyên có tiền chấn và dư chấn phong phú. Long Lăng nằm ở giao điểm của đứt gãy Long Lăng, Thụy Lệ, đứt gãy Nu Giang và đứt gãy Đằng Sung. Trận động đất được tạo ra bởi hoạt động kiến tạo liên hợp của đứt gãy Nu Giang và đứt gãy Đằng Su khi đi qua lưu vực Trần An. Tâm chấn của trận động đất lớn đầu tiên nằm ở khu vực Triều Dương và Bình Đại ở phía đông nam của huyện Long Lăng với cường độ 7,3 độ Richter và độ sâu tiêu cự 24 km. 1 giờ 37 phút, trận động đất lớn thứ hai xảy ra, tâm chấn nằm ở khu vực Trần An và Kim Trúc Bình của huyện Long Lăng, độ sâu tiêu cự là 21 km, cường độ 7,4 độ Richter. 25 phút trước trận động đất lớn đầu tiên có cường độ 7,3 độ Richter, hai cơn chấn động mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra. Từ trận động đất đến ngày nay, tổng cộng có 10.684 cơn dư chấn xảy ra, với trận dư chấn lớn nhất 6,6 độ Richter ở Đằng Sung, Tuấn Điền 3 ngày sau đó. Sau trận động đất, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã gửi điện chia buồn và cử đoàn đại biểu cấp Trung ương do Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa của Quốc vụ viện cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện dẫn đầu. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tài chính đến tỉnh Vân Nam và tổ chức một buổi gặp mặt chia buồn tại sân vận động Mangsi. Bộ phận thương mại của tỉnh Vân Nam đã phân bổ hơn 2.400 tấn vật tư và hàng nghìn đơn vị trên khắp đất nước đã quyên góp được một số lượng lớn vật tư. Bắc Kinh, Thượng Hải và Quân đội Giải phóng Nhân dân đã cử 14 đội y tế đến vùng thiên tai. Trận động đất đã khiến 9 huyện thuộc tỉnh Đức Hồng, khu vực Bảo Sơn và khu vực Lâm Thương bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Tổng cộng 420.000 ngôi nhà bị hư hại, 127 hồ chứa vừa và nhỏ, 620 km đường giao thông, 400.000 hectare đất nông nghiệp và 5,73 triệu tấn nguyên liệu ngũ cốc bị thất thoát, 98 người thiệt mạng, 451 người bị thương nặng và 1.991 người bị thương nhẹ, thiệt hại hơn 45 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, trận động đất ở núi Côn Lôn và trận động đất Hyeongsin cũng xảy ra tại ngã ba của khu tự trị Tân Cương tỉnh Thanh Hải và khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc 17 giờ 26 phút hôm vừa qua. Động đất ở phía tây đèo Côn Lôn, trận động đất có cường độ mạnh 8,2 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km và cường độ tối đa là 9 độ. Trận động đất này cũng là trận động đất lớn nhất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ trận động đất Assam Tây Tạng năm 1950 xảy ra hơn 80 năm trước. Trận động đất xảy ra ở khu vực có khả năng giám sát địa chấn thấp và không tìm thấy dị thường báo trước nổi bật nào trước trận động đất và không có kết quả nghiên cứu tiếp theo nào về nghiên cứu dị thường báo trước động đất. Sau trận động đất không có ghi chép nào về các trận động đất trên 6 độ Richter ở tâm chấn của trận động đất này và các khu vực lân cận có trục 600 km và trục ngắn 200 km của đới đứt gãy Tây Bắc Côn Lôn đi qua trung tâm của vùng trống. Khoảng trống quy mô lớn dài hạn được bao quanh bởi các trận động đất tương đối lớn dọc theo đới đứt gãy được gọi là khoảng trống nền, tương tự như khoảng trống trước trận động đất Assam Tây Tạng năm 1950. Trên thực tế, trước trận động đất, Cục Địa chấn tỉnh Thanh Hải đã cung cấp một khu vực trống nền nằm trong khoảng từ 88 độ đến 96 độ Kinh Đông và 34 độ đến 38 độ Vĩ Bắc. Cục cũng chỉ ra rằng vào tháng 2, trận động đất 5,4 độ Richter ở Tú Câu bên trong khu vực trống có thể cho thấy khu vực trống đang trở nên trưởng thành và đó là một trận động đất báo hiệu trước trận động đất lớn này. Theo một số nghiên cứu, từ cuối năm 1996 đến tháng 5 năm 2023, các trận động đất bầy đàn ở khu vực Thanh Hải đặc biệt nổi bật và tần suất hoạt động
lượng bầy đàn động đất hàng năm cao hơn mức lịch sử kể từ năm 1980. Tổng cộng có 50 cơn động đất xảy ra trong giai đoạn này và 25 trong số đó là cơn động đất báo trước theo tính toán tham số. Các bầy động đất báo trước này chủ yếu phân bố ở lưu vực Kwandam liền kề với tâm chấn của trận động đất này và gần đứt gãy Đông Kowloon. Đây có thể là phản ứng báo trước của sự tích tụ và giải phóng ứng suất tại nhiều điểm trong quá trình diễn biến của trận động đất này. Ngoài ra, mặc dù quy mô của trận động đất lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng, nhưng không có sự bất thường về xu hướng ngắn hạn rõ ràng trong chất lỏng dưới lòng đất trước trận động đất và có rất ít điểm quan sát. Các điểm quan sát ở tỉnh Thanh Hải hầu hết tập trung ở phía đông và chỉ có trạm Lumut là gần tâm chấn của trận động đất này hơn. Do sự phân bố không đồng đều của các trạm, rất khó để trích xuất các dị thường địa chấn từ các đặc điểm biến đổi của các điểm nước trong nhóm. Theo kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ, khoảng cách tâm chấn càng gần điểm quan sát thì dị thường xuất hiện càng sớm. Tuy nhiên, đánh giá từ sự thay đổi tổng thể của radon trong nước ở trạm Golmud, không có sự bất thường ngắn hạn hoặc ngắn hạn rõ ràng nào. Mặc dù vào ngày trước hôm đó, giá trị radon tăng đột ngột, đặc biệt là từ giá trị thấp 32,3 BQL lên 34,6 BQL chỉ trong một ngày sau đó động đất xảy ra. Tuy nhiên, quá trình biến đổi này không lớn so với biến đổi trong điều kiện bình thường của trạm, nên khó có thể đánh giá là dị thường động đất. Có thể nói, trận động đất này có những điểm dị thường đặc biệt của nó. Vậy, trận động đất phía tây đèo Kowloon chủ yếu bao gồm từ tây bắc đến đứt gãy do động đất chính trượt ngang bên dưới, đứt gãy do động đất nhánh xoắn có xu hướng NEE, phình động đất và sự kết hợp thường xuyên của rạn nứt quang xoắn. Ở phía tây của đường cao tốc Thanh Hải – Tây Tạng, các rãnh nhỏ trên vùng đồng bằng ngập lũ, lòng sông và sườn đồi của sông và sông đã bị dịch chuyển sang trái từ 2,6 đến 4,8 mét do lỗi động đất và các đập nhân tạo đã bị dịch chuyển sang trái 3,2 mét. Ở phía đông của đường cao tốc Thanh Hải – Tây Tạng, cáp quan và đường dẫn vào công trình đường sắt đã bị dịch chuyển 3,5 mét về phía bên trái do đứt gãy động đất, đồng thời thêm sông và vùng ngập lũ lần lượt lệch về bên trái 4,3 mét và 3 mét. Sự xuất hiện không gian, chế độ thiệt hại và các nguy cơ kỹ thuật của đứt gãy động đất có liên quan chặt chẽ với các điều kiện địa chất về bề mặt, thành phần cấu trúc đất đá và tính chất cơ học của các cơ sở công trình. Trận động đất được cảm nhận ở khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải, tỉnh Tứ Xuyên và một số phần của tỉnh Cam Túc. Một số dư chấn đã làm sập một số ngôi nhà trong khu vực động đất chính ở Thanh Hải. Đường cao tốc Thanh Hải – Tây Tạng của quốc lộ 109 bị vỡ ở nhiều nơi. Một vết nứt lớn xuất hiện ở dãy núi Kowloon và đoạn kê la của đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng nằm dưới xây dựng tại thời điểm đó đã bị hư hỏng. Nhà của những người xây dựng đường hầm núi Kowloon trên tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng với cơ bản đã bị sập, hầu hết các đơn vị thi công đều bị nứt nhà. Tại nhà ga này, nhà và tường bị sập, thiết bị bị đập phá. May mắn thay, khi trận động đất xảy ra, hầu hết các công nhân xây dựng đang làm việc tại hiện trường và không có thương vong nào trong số 10.000 công nhân xây dựng tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng. Vì lý do an toàn, trụ sở xây dựng đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng đã quyết định tạm thời đình chỉ việc xây dựng đường hầm và các hoạt động trên cao. Vào buổi chiều ngày xảy ra trận động đất, công ty viễn thông Tây Tạng đã đưa ra thông báo cho biết tuyến cáp quang La Sila đã có 2 lần ngừng hoạt động, nằm ở khu vực Gangcha, tỉnh Hải Bắc và Nachitai, phía Võ Đạo Lương ở tỉnh Thanh Hải. Trong số đó, đoạn Gangcha, tỉnh Hải Bắc đã được sửa chữa vào lúc 20:13 tối hôm đó, sau hơn 30 giờ gián đoạn. Công việc sửa chữa vết nứt Nachitai phía Võ Đạo Lương cuối cùng đã hoàn thành sau khi Cục Viễn thông tỉnh Thanh Hải tiến hành sửa chữa toàn diện. Do vết đứt gãy nằm trong khu vực đóng băng vĩnh cửu nên công tác sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Trận mưa lớn ở Tế Nam diễn ra từ 17 giờ đến 20 giờ tối ngày Chủ nhật. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã hứng chịu một cơn mưa lớn. Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và hệ thống thoát nước đô thị không đủ khả năng thoát nước nhanh nên đã có 25 người thiệt mạng, 4 người mất tích, hơn 170 người bị thương và thiệt hại lớn về tài sản. Bắt đầu từ 5 giờ chiều, lượng mưa tối đa trong vòng 3 giờ là 180mm. Dữ liệu này là mức tối đa trong lịch sử kể từ khi Tế Nam có hồ sơ khí tượng. Địa hình Tế Nam cao ở phía Nam và thấp ở phía Bắc, một số con đường chính trong thành phố chạy theo hướng Bắc Nam, lũ lụt xâm chiếm phía Bắc dọc theo con đường và gặp mưa ở khu đô thị dọc đường, cuối cùng là đổ thẳng vào quảng trường Tuyền Thành ở trung tâm thành phố. Người phụ trách chính quyền thành phố Tế Nam cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng lượng mưa quá lớn và hệ thống thoát nước kém là nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng và hệ thống cống rãnh của thành phố Tế Nam và các cơ sở thoát nước khác không hoàn hảo. Nhưng ông tin rằng hệ thống thoát nước dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể chịu được lượng mưa lớn như vậy. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thành phố cổ Tây Nam vẫn sử dụng hệ thống đường ống thoát nước từ hàng thập kỷ trước, thậm chí hàng trăm năm trước.
Theo dữ liệu, đường ống của đường chính là 300mm và các đoạn đường khác xung quanh nhỏ hơn tiêu chuẩn này. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, kể cả khi trời mưa to thông thường, để nước mang theo cặn thoát ra ngoài thuận lợi, đường ống phải cao hơn ít nhất 500mm. Để phát triển ngành du lịch địa phương, các cống hào quanh năm đóng để trữ nước, chưa kịp mở trước trận mưa lớn, sau khi mở đã bị các tàu du lịch từ thượng nguồn đổ về chặn lại, khiến hào bị lấp, lại gây ngập nước. Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, trận mưa lớn đã khiến nước trong hào dâng cao, phá vỡ các công trình kiểm soát lũ ở phía bắc của trung tâm mua sắm, tràn vào trung tâm mua sắm. Ở trung tâm mua sắm 15 phút, nước trong trung tâm mua sắm đã ngập sâu 1,6 mét. Do thời tiết quá nóng vào ngày hôm đó, nhiều người dân đã chọn mua sắm để giải trí trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Ước tính có hàng chục nghìn khách hàng trong trung tâm mua sắm vào thời điểm đó. Theo ký ức của những người chứng kiến, lúc 18 giờ 10 phút hôm đó, nước bắt đầu tràn vào trung tâm thương mại. Ngay sau đó, một số quầy bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 18 giờ 25 phút, toàn bộ hộp đèn ở mỗi quầy đều bị tắt và đèn khẩn cấp lần lượt được bật lên. Hiện trường bắt đầu xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Một số quầy bán hàng bị cướp phá khiến các kệ hàng bị đổ sập. Bên dưới có thể nhiều người đã đập phá. Diện tích khu mua sắm rất lớn, địa hình bên trong phức tạp. Dưới điều kiện tối tăm hỗn loạn như vậy, người ở nơi trong cùng nếu không thuộc địa hình thì khó có thể kịp thời chạy thoát. Theo Ginza, do công ty kịp thời đưa ra kế hoạch khẩn cấp, hơn 10.000 khách hàng và hàng nghìn nhân viên trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất đã được sơ tán an toàn trong thời gian tương đối ngắn và không có thương vong xảy ra trong quá trình này. Con số chính thức về số người chết trong trận lũ là hơn 20 người, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được thống kê. Tuy nhiên, theo các nhân chứng và người trong cuộc tại hiện trường, ước tính số người chết đuối có thể lên đến hơn 100 người. Kính thưa quý vị, thảm họa dòng chảy Mành Vụn xảy ra tại huyện Chu Cử, quận tự trị Tây Tạng Gannan, tỉnh Cam Túc vào ngày 7 vừa qua. Trận mưa xối xả kéo dài hơn 40 phút đã khiến đất đá tràn vào quận và chặn đứng hai con sông để tạo thành hồ chắn. Cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 17. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, thảm họa đã khiến tổng cộng 1.557 người chết và 208 người mất tích. Thảm họa này là một trong những thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc đại lục. Theo Yang Gu, thống đốc khu tự trị dân tộc Tạng, Gannan, vào lúc 22 giờ ngày thứ Bảy, tại khu vực địa phương đã xảy ra mưa lớn, mưa kéo dài khoảng 40 phút. 2 giờ sau, vào lúc 0 giờ ngày Chủ nhật, quận bị thảm họa lở đất. Theo trang web của chính quyền tỉnh Cam Túc, vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật, trận lở đất kinh hoàng ở huyện Chu Cử đã khiến thị trấn của huyện bị san phẳng với chiều dài 5km và rộng 500m từ Bắc xuống Nam. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông được biết, có một trường tiểu học nằm trong khu bị san bằng, nhưng không biết liệu có học sinh nào sống trong trường hay không. Trong một ngôi làng, 300 ngôi nhà bị chôn vùi và hầu như không có ai trốn thoát, quận lỵ bị ngập lụt và 50.000 người bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật, trận lở đất khiến 127 người chết và 1.294 người mất tích. Một cư dân giấu tên của huyện Chu Cử nói với một phóng viên của Kaixin.com rằng vào đêm ngày thứ Bảy, cư dân địa phương đã bị chết và thi thể của họ rơi xuống hạ lưu sông Bạch Long, gây khó khăn cho công tác thống kê. Trận lở đất đã chặn dòng sông để tạo thành một hồ chắn nước và quận Chu Cử bị ngập đến tầng thứ 3. Và khu vực bị ngập lụt chiếm 2/3 diện tích toàn quận. Đường phố ban đầu hoàn chỉnh, sau khi bị ngập lũ lụt bên dưới bắt đầu nổi bong bóng, càng nguy hiểm hơn. Vào tối ngày thứ Tư, sau 3 ngày, trận mưa lớn ở Chu Cử một lần nữa gây ra lở đất và hơn 45.000m2 đất lở đã khiến đoạn đường cao tốc Lương Hà Khẩu Chu Cử đến Nam Ngưu sạt lở đất lớn. Mưa lớn khiến thêm 3 người mất tích ở Chu Cử và tạo ra một hồ chắn nước mới. Hôm thứ Ba, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp triển khai toàn diện công tác cứu nạn khẩn cấp tại huyện Chu Khúc, khu tự trị dân tộc Tạng Gannan, tỉnh Cam Túc. Các chuyên gia của Viện Khoa học Trung Quốc tin rằng do cấu trúc địa chất, địa hình và điều kiện khí tượng thủy văn đặc biệt của địa phương, thung lũng sông Bạch Long, nơi có huyện Chu Cử là một trong những khu vực sạt lở đất và dòng chảy Mạnh Vụn phát triển nhất ở Trung Quốc. Năm 1997, các chuyên gia trong nước đưa ra cảnh báo vật liệu rắn chính của dòng Mạnh Vụn này đến từ các trầm tích sụp đổ và lở đất sau trận động đất tại trấn Bình Đại ở Cam Túc năm 1879. Năm 2008, các nhà địa chất cảnh báo rằng có nguy cơ lở đất ở khu vực Chu Cử và hơn 60 vụ lở đất đã xảy ra vào năm đó, nhưng không có ai thiệt mạng.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Năm 1997, Mai Đồng Tào, một chuyên gia về dòng mảnh vụn, người đã tiến hành một cuộc khảo sát về vấn đề dòng mảnh vụn ở địa phương, tin rằng dòng mảnh vụn ở huyện Chu Cừ chủ yếu được xác định bởi các điều kiện môi trường, khí tượng thủy văn, địa hình và địa chất. Các hoạt động của con người đối với môi trường sinh thái có tác động tương đối ít đến sự hình thành các dòng mảnh vụn. Tiến sĩ Yu Pingzhen từ Viện Giám sát Địa chất và Môi trường Trung Quốc tin rằng sự phát triển của khu vực Zhoukou đã gây ra sự tàn phá rừng và thảm thực vật, và thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra dưới tác động của mưa xối xả liên tục. Tiến sĩ Wang Ping từ Cơ quan Đánh giá Môi trường Quốc tế AATA tại Hoa Kỳ tin rằng mặc dù ảnh hưởng của địa hình, tính chất đá và khí hậu quyết định mối đe dọa tiềm ẩn của các thảm họa địa chất, nhưng thiệt hại môi trường do phát triển quá mức là nguyên nhân chính của các thảm họa địa chất. Kênh Green Channel của Tencent.com đã phỏng vấn Zhang Zhong, một chuyên gia địa chất và nhà khoa học chính của Hiệp hội Nghiên cứu Núi Hengdian. Ông ước tính rằng có 4 nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa, đó là cơn mưa kéo dài 40 phút lần này có khả năng trở thành nguyên nhân chính gây ra thảm họa này, cấu trúc địa chất không ổn định trong khi công tác phòng chống thiên tai chưa được quan tâm đúng mức, chất thải xây dựng kỹ thuật của các dự án quy mô lớn được đổ ngẫu nhiên trên đường đi và rất dễ sụp đổ và bị cuốn trôi xuống sông trong trường hợp mưa lớn, khiến việc xả lũ của sông bị tắc nghẽn. Một số công trình thủy lợi quy mô lớn đã được xây dựng ở thượng nguồn sông Bạch Long. Việc triển khai xây dựng các công trình này đã khiến cấu trúc địa chất địa phương trở nên lỏng lẻo hơn, rất dễ gây ra các tai biến thứ cấp như lở đất. Chuyên gia địa chất Zhang Zhong còn kêu gọi chúng ta phải quan tâm đầy đủ đến việc ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp sau thiên tai trong điều kiện thời tiết cực đoan và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương ứng. Chúng ta phải chuẩn hóa kỹ thuật xây dựng trong các vành đai hoạt động địa chất. Trong khi thành phố đang phát triển nhanh chóng, cũng cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố và cải thiện khả năng kiểm soát lũ lụt và thoát nước của thành phố. Ngoài tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng ngọn núi đã bị nới lỏng bởi địa chất, khí tượng và trận động đất xảy ra trước đó và cơn mưa xối xả đã cuốn trôi ngọn núi lỏng lẻo cùng với vị trí của Chu Cừ ở phần dưới của vùng trũng của núi và các yếu tố tự nhiên khác. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho rằng vẫn có yếu tố con người hủy hoại môi trường sinh thái. Đối với hải cốt của các nạn nhân không thể xác định được danh tính, cơ quan công an sẽ trích xuất tài liệu để xét nghiệm ADN từ hải cốt và hải cốt sẽ được cục dân chính hỏa táng hoặc chôn cất. Một số dân làng chỉ ra rằng phí hỏa táng quá đắt. Trước đó, một trận động đất lớn đã xảy ra tại huyện Chu Cừ, tỉnh Cam Túc, miền Tây Trung Quốk. Tính đến ngày thứ 6, 1254 người thiệt mạng và 490 người mất tích trong thảm họa lở đất Chu Cừ. Tân Hoa Xã đưa tin đây là thảm họa lở đất tồi tệ nhất kể từ khi Chu Cừ được ghi nhận và nó cũng có thể là thảm họa lở đất tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 80 năm qua. Huyện Chu Cừ là một trong những khu vực sạt lở đất và dòng mảnh vỡ phát triển mạnh ở Trung Quốc. Có rất nhiều ghi chép về Chu Cừ trong lịch sử của thảm họa địa chất Trung Quốc trong những năm gần đây. Các dữ liệu chính thức Tam Yến, Ngọc Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã hứng chịu 3 trận lở đất trong lịch sử vào năm 1978, 1989 và 1992, phá hủy 842 ngôi nhà và khiến 196 người thiệt mạng. Trước khi trận lở đất xảy ra vào lúc 22 giờ ngày thứ Năm, Chu Cừ đã đổ mưa lớn trong 2 giờ liên tiếp. Theo Cục Khí tượng, tổng lượng mưa lên tới 90mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử. Có lẽ đó là vào ban đêm, điều đó đã khiến cho mọi người không chú ý cảnh giác. Sau khi thảm họa xảy ra, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc đã ngay lập tức cho rằng thảm họa xảy ra do 5 nguyên nhân chính, bao gồm nằm trong khu vực có tỷ lệ xảy ra thảm họa địa chất cao và liên quan đến trận động đất ở Vấn Xuyên, đồng thời cho rằng thảm họa gần như không thể xảy ra. Cuối tuần, miền Nam đã học được từ Viện Giám sát Môi trường Địa chất rằng báo cáo đã đánh dấu rõ ràng vị trí quy mô, tính ổn định, tính nhạy cảm và các đối tượng có nguy cơ tuyệt chủng của 140 tai biến địa chất. Làng Shanyuan, Liyayu, khu vực dòng chảy mình vỡ trong làng được liệt kê. Báo cáo yêu cầu các bộ phận liên quan không được mất cảnh giác, triển khai kinh phí cho các dự án kiểm soát rủi ro càng sớm càng tốt và ngăn chặn sự xuất hiện của lở đất. Sau trận động đất ở Vấn Xuyên vào tháng 6 năm 2008, nhóm chuyên gia Bắc Kinh đã đến Chu để điều tra và xác định rằng có hơn 60 điểm sạt lở đất trong quận và 13 điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của các ngôi làng ở Hạ Lưu và phải được hết sức chú ý.
mưa xối xả càn quét ba lưu vực sông, đó là lưu vực sông Đông Giang, lưu vực sông Bắc Giang, lưu vực sông Tây Giang. Trên lưu vực sông Đông Giang tại Thâm Quyến, 6 người chết trong trận mưa lớn 70 năm. Tin tức từ Thâm Quyến cho biết, từ đêm hôm trước, thành phố Thâm Quyến liên tục hứng chịu mưa lớn đến mưa xối xả. Trong số đó, quận Bảo An có lượng mưa lớn nhất với lượng mưa vượt qua 400mm trong vòng 24 giờ. Hôm qua, văn phòng Tam Phường Thâm Quyến cho biết trận mưa này là trận mưa nghiêm trọng nhất ở Thâm Quyến 70 năm mới có một lần. Nhiều đường phố, nhà cửa, nhà máy bị ngập lụt và gây ra nhiều vụ lở đất. 6 người chết ở Thâm Quyến, 1 người mất tích. Vào lúc 9 giờ 10 phút sáng hôm qua, Cục Khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ ở quận Bảo An. Cục Khí tượng Thâm Quyến cũng đưa ra cảnh báo sớm 4 cấp về thảm họa địa chất vào ngày hôm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, tín hiệu báo mưa dông màu đỏ, tín hiệu cảnh báo sét vàng, tín hiệu cảnh báo lũ đen và tín hiệu cảnh báo thiên tai địa chất cấp 4 tiếp tục có hiệu lực. Hôm qua, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thâm Quyến đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 và Thâm Quyến đã mở tất cả hơn 200 trung tâm tránh trú an toàn vào ngày hôm qua. Cục Khí tượng Thâm Quyến dự đoán rằng sẽ có một đợt mưa xối xả mới và lượng mưa lớn ở các khu vực địa phương từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 4. Tất cả các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo ở Thâm Quyến đã đóng cửa từ trưa hôm qua. Đường bộ, đường sắt và hàng không bị chặn. Tiểu Văn, phó giám đốc điều hành của văn phòng Tam Phường Thâm Quyến, nói với các phóng viên rằng lượng mưa trung bình hàng năm ở Thâm Quyến chỉ là 1.900mm và lượng mưa ngày hôm qua đã vượt qua 400mm, gần bằng 1/5 lượng mưa hàng năm. Giao thông ở Thâm Quyến hôm qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về giao thông đường bộ, đường Thần Hội, đường cao tốc Thần Sơn, đoạn Tân Vũ Vệ của quốc lộ 107 bị ngập lụt nghiêm trọng gây tắc đường trên diện rộng. Đường cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến cũng bị ngập, tại nhiều lối ra cũng bị ngập lụt. Cùng lúc đó, một vụ va chạm ô tô đã xảy ra trên cầu Hồ Môn theo hướng Thâm Quyến và vụ tai nạn lật xe đã khiến hướng đường cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến từ hướng Quảng Châu đến Thâm Quyến bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chỉ cho phép lưu thông một chiều. Giao thông ở khu đô thị Thâm Quyến ngày hôm qua chỉ có thể miêu tả là rất tệ. Phóng viên đã chứng kiến cảnh tắc đường trên nhiều tuyến đường ở khu đô thị Thâm Quyến, hầu hết là do xe ngập nước gây ra. Phóng viên của chúng tôi đã đến ga Thâm Quyến lúc 12 giờ 50 phút trưa ngày hôm qua và thấy rằng một số lượng lớn hành khách đã bị mắc kẹt trong phòng chờ. Phóng viên đi đường vòng để vào sân ga thì thấy trên bảng hiển thị không có xe nào vào ga, xe sớm nhất đến trễ hơn 40 phút. Cảnh sát sân ga nói với phóng viên rằng đoàn tàu vẫn đang ở Đông Quan. Trận mưa lớn ngày hôm qua cũng đã khiến 130 chuyến bay bị hoãn tại sân bay Thâm Quyến và 13 chuyến bay ra nước ngoài đã bị hủy. 18 chuyến bay đến Thâm Quyến buộc phải hạ cánh xuống Quảng Châu, Sán Đầu và các sân bay khác. Diện tích đường sân bay lên tới 60 đến 70 phân. Một số tàu từ Seku đến Chu Hải bị trì hoãn. Văn phòng thông tin của chính quyền thành phố Thâm Quyến vào tối hôm qua cho biết vào lúc 3 giờ 50 phút sáng hôm qua, một bức tường khu dân cư Tống Nguyên Hy, phố Quan Lạn trong quận đã bị sập do tác động của việc liên tục bị ngập nước lũ. Mưa lớn khiến căn nhà riêng đơn sơ dưới vách tường bị sập, người đàn ông trung tuổi bị vùi lấp và tử vong tại chỗ. Vào lúc 4 giờ 55 phút sáng, một bức tường chắn khác bị sập ở làng Thiên Bắc 1, khu dân cư Phúc Minh trên cùng một con phố, khiến một người lớn và hai trẻ nhỏ thiệt mạng và một người bị thương. Trận mưa xối xả ngày hôm qua cũng khiến hai cặp vợ chồng ở Tống Cương, quận Bảo An bị điện giật. Ngoài ra, một ngôi nhà bị sập gần ga hành khách Bình Hồ ở quận Long Cương và một người mất tích. Tại Đông Quan, tất cả 32 thị trấn và đường phố bị ngập lụt, nước trong công viên vượt quá 1,5m. Tin tức Đông Quan cho biết kể từ đêm hôm trước, một trận mưa xối xả hiếm có đã ập đến Đông Quan với lượng mưa lớn nhất mọi thời đại. Tính đến chiều hôm qua, 32 thị trấn và đường phố ở thành phố Đông Quan đã trải qua lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày thứ ba, Cục Khí tượng Đông Quan lần đầu tiên đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ kể từ khi hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm được triển khai vào năm 2001. Các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mẫu giáo của thành phố đã bị đình chỉ khẩn cấp. Tính đến chiều hôm qua, 32 thị trấn và đường phố ở Đông Quan đã bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau, trong đó 9 thị trấn và đường phố gồm Quảng Thành, Đông Thành, Nam Thành, Trường An, Hồ Môn, Thạch Kiệt, Đại Lĩnh Sơn, Đại Lãng và Đường Hạ bị ngập đặc biệt nghiêm trọng. Một số khu vực trũng thấp trong khu vực Đông Hoàn bị ngập nước ở mức độ tương đối lớn, có hơn 30 điểm ngập lụt với mức độ nghiêm trọng, nhiều hơn ngập nước sâu vượt có 1,5 mét.
trong đó ngập ở phường Nhân Dân, công viên đã ngập vượt quá 2 mét, sập tường, 2 người chết, 12 người bị thương. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng hôm qua, bức tường cao 8 mét và dài 38 mét ở bên phải của cổng trường cấp 2 Hổ Môn số 3 ở thị trấn Hổ Môn, thành phố Đông Quan bất ngờ đổ sập, khiến một chiếc xe buýt chở học sinh và hai chiếc xe tư nhân bị nghiền nát, dẫn đến 2 người chết, 12 người bị thương trong vụ tai nạn, 2 người chết là học sinh. Nước ngập gần 3 mét, 700 người tại khu tập thể nhà máy bị lũ bao vây, trong đó tầng 1 của 5 tòa nhà của nhà máy chìm hoàn toàn dưới nước và trở thành những hòn đảo biệt lập. Mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Đây là tình huống nguy hiểm mà một nhà máy ở khu công nghiệp Giangmotu, Kim Dương gặp phải vào chiều hôm qua. Cảnh sát địa phương đã điều động xuồng cao su và lái thẳng lên ban công tầng 2 để giải cứu người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, 200 người đã được giải cứu thành công. Trên lưu vực sông Bắc Giang tại Thiều Quan, sông Ngô Giang vượt mực nước cảnh báo 3,5 m tràn vào thành phố Lạc Dương. Do bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả liên tục ở phía Bắc Quảng Đông và Nam Hồ Nam, mực nước của sông Ngô Giang, một nhánh của sông Bắc Giang đã tăng lên nhanh chóng. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, sông Ngô Giang ở khu vực đô thị thành phố Lạc Dương, nơi hứng chịu trận lũ thảm khốc vào năm trước, đã ghi nhận mực nước tối đa là 90,72 m, cao hơn 3,5 m so với mức cảnh báo là mực nước 87,2 m. Chịu ảnh hưởng từ lượng mưa lớn, hai sự cố khiến tổng cộng 3 người bị mắc kẹt đã xảy ra tại huyện Nhân Hòa, thành phố Thiều Quan vào lúc 8 giờ tối qua, xác nhận đã cứu được 2 người và 1 người bị lũ cuốn trôi. Chiều qua, một vụ lở đất xảy ra tại thị trấn Bình Thạch, Lạc Dương khiến 3 người bị chôn vùi và tuy đã được giải cứu nhưng 1 người không may thiệt mạng. Theo dự báo của Cục Thủy văn thành phố Thiều Quan, vào sáng sớm ngày thứ Tư, tại Lạc Dương có thể xuất hiện đỉnh lũ với lưu lượng 4.000 m khối trên giây, tương ứng với mực nước khoảng 90,8 m. Trận lũ gần 20 năm mới có một lần. Hôm thứ Năm, mực nước đỉnh lũ là 93,96 m, cao hơn 3,16 m. Tình hình chống lũ rất khắc nghiệt. Chiều qua, khi phóng viên đến thành phố Lạc Dương, trời vẫn đang mưa to, một số vùng trũng ven sông bắt đầu ngập lụt, chỗ sâu vượt quá đầu gối người lớn. Từ đường Trường Sơn Bắc đến đường Nhân Dân, nước trên phố ngày càng ngập sâu, nhiều cửa hàng bị ngập, cả con phố đã trở thành sông. Người dân ở các hàng quán, nhà ven sông tất bật bình tĩnh di chuyển tài sản. Hàng quán hầu hết đã đóng cửa. Vào khoảng 4 giờ chiều, một số kè sông ở thành phố Nhạc Xương bắt đầu tràn nước. Đường ống nước ngầm ở một số phố ven sông cũng bắt đầu dâng cao, làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở các phố ven sông. Thành phố Nhạc Xương đã đưa ra kế hoạch kiểm soát lũ lụt vào ngày hôm qua, đồng thời cử một số lượng lớn cảnh sát và nhân viên kiểm soát lũ lụt đến các vùng trũng thấp để đi từng nhà thuyết phục người dân di dời đến khu vực an toàn. Bộ phận Thủy văn dự đoán rằng với sự xuất hiện của đỉnh lũ thượng nguồn, mực nước ở thành phố Nhạc Xương sẽ tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ vượt qua giới hạn lũ lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua đã khiến mực nước sông Ngô Giang ở vào mức nguy hiểm. Vào lúc 4 giờ chiều, mực nước sông Ngô Giang ở Nhạc Xương về cơ bản song song với bờ kè đô thị, một số bờ kè đã bắt đầu tràn. Mực nước ở thành phố Thiều Quan là 52,63 m, chưa vượt quá mực nước cảnh báo là 53 m. Hiện tại, thành phố Thiều Quan đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với kế hoạch kiểm soát lũ lụt. Được biết, 1,1 triệu túi dệt từ Bộ Quốc phòng tỉnh đã được vận chuyển đến kho kiểm soát lũ lụt ở thành phố Thiều Quan để cất giữ. Còn trên lưu vực sông Tây Giang tại Phật Sơn, dự kiến sông Tây Giang sẽ trải qua trận lũ một thập kỷ vào ngày thứ Sáu. Hôm qua, 4 quận của thành phố Phật Sơn là Chân Thành, Nam Hải, Thuận Đức và Cao Minh đã ban hành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và thị trấn Nam Trang, huyện Chân Thành đã ghi nhận lượng mưa cao nhất 141,9 m. Vào lúc 3 giờ chiều, cơn mưa như chút nước đã làm nhiều nhà máy trên đường phố ở thành phố Phật Sơn ngập nước. Nhiều nơi mực nước vượt quá 1 m khiến một số lượng lớn hàng hóa bị ngập và thiệt hại nặng nề. Rất may không có thương vong về người xảy ra. Theo dự báo của Cục Thủy văn, các trạm Ma Khẩu và Tam Thủy tại các trạm kiểm soát sông Tây Giang, sông Bắc Giang và đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt mực nước 6,5 m vào tối nay, cách mực nước cảnh báo 1,3 m hôm thứ Sáu, có thể xuất hiện một trận lũ với tốc độ dòng chảy vượt quá 30 năm mới có một lần. Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Phật Sơn đã khẩn trương tổ chức một cuộc họp về công tác kiểm soát lũ lụt, thông báo triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt. Theo dữ liệu giám sát chế độ nước theo thời gian thực, vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa Senbu ở thành phố Phật Sơn đã đạt 32,9 m, cao hơn 0,62 m so với giới hạn lũ.
Chiều hôm qua, phóng viên đã đến một xưởng sản xuất thép không gỉ đối diện với chợ làng đá cũ ở phố Lan Si, quận Trân Thành. Địa hình nơi đây trũng thấp, từ 6 giờ sáng qua, nước mưa liên tục dâng cao, mực nước ngập hơn 1,5 mét. Hơn 30 cửa hàng chìm trong biển nước, một số nhà sản xuất thép không gỉ và máy móc đã mua một số xe tải cát sông và đóng chúng vào các bao cát, được chặn trước các tòa nhà của họ để ngăn nước mưa thấm vào các tòa nhà của nhà máy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà sản xuất tại hiện trường do không chuẩn bị đầy đủ và hàng hóa bị ngâm trong nước. Người phụ trách một nhà máy bị ngập lụt cho biết hơn 10.000 m2 nhà xưởng gần đó bị ngập nước, thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Tại Lạc Dương đã di chuyển 38.000 người mắc kẹt từ số liệu thống kê mới nhất do thành phố Thiều Quan công bố vào lúc 8 giờ tối hôm qua. Tính đến 5 giờ chiều hôm qua, thiên tai lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 247 triệu nhân dân tệ cho thành phố Thiều Quan, một người mất tích. Theo thống kê, có tổng cộng 69 làng và thị trấn ở 8 quận huyện bao gồm Lạc Dương, Vũ Giang và Khúc Giang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ở thành phố Thiều Quan, với dân số hơn 84.000 người bị ảnh hưởng và có 38.000 người bị lũ bao vây, 200 ngôi nhà bị sập. Thành phố Lạc Dương, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị ngập lụt, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 150 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ cũng khiến 138 tuyến đường trong thành phố bị gián đoạn. Tại Thanh Viễn, Ưng Thành sẽ vượt quá mực nước cảnh báo 6 mét. Mực nước ở Thanh Viễn, Bắc Giang tiếp tục tăng mạnh. Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước của Thanh Viễn, Bắc Giang đã đạt 11,99 m, sắp vượt qua mực nước cảnh báo. Mực nước sông Bắc Giang ở thành phố Ưng Đức cũng tăng mạnh. Vào lúc 17 giờ ngày hôm qua, mực nước ở thành phố Ưng Thành đạt 28,11 m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,11 m. Tính đến nay, chưa có báo cáo về thương vong. Mực nước vẫn đang tăng mạnh. Ước tính mực nước ở thành phố Trinh Đê sẽ đạt 32 mét và mực nước ở Tiểu Bắc Giang Đại Loan sẽ lên tới 47 mét, tương ứng vượt mực nước cảnh báo 6 mét. Tình hình chống lũ rất nghiêm trọng. Tại Triệu Khánh, đỉnh lũ đầu tiên của Tây Giang đang đến gần trong năm nay. Hôm qua, mực nước của dòng chính sông Tây Giang tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn ở Quảng Tây. Huyện Phượng Khải sẽ mở ra đỉnh lũ đầu tiên của sông Tây Giang trong năm nay. Ga Cao Giao sẽ vượt quá mực nước cảnh báo 10 mét vào sáng sớm ngày thứ Năm, mực nước lũ sẽ đạt 10,5 mét vào ngày thứ Sáu. Và Triệu Khánh sẽ phải đối mặt với đỉnh lũ 25 năm mới xảy ra một lần. Trụ sở quốc phòng thành phố Triệu Khánh đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 vào lúc 15 giờ ngày hôm qua. Tại Giang Môn có 7 trận lở đất ở khu thắng cảnh núi Quý Phong. Hôm qua ở Giang Môn mưa cả ngày, mưa lớn từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều và lúc 6 giờ chiều. Nhiều con đường như đường Giang Huy, đường Quý Phong và đường Hoàn Thạch bị ngập nặng, nhiều ô tô phải dừng lại trên đường. Một trận mưa lớn vào chiều hôm qua đã gây ra tổng cộng 7 trận lở đất ở khu thắng cảnh núi Tân Hội, Quý Phong.